Hello, xin chào các bạn. Trong video lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về chiếc Redmi 5 Plus, chiếc máy được coi là best choice trong tầm giá dưới 2 triệu. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy nữa, cũng đến từ nhà Xiaomi, cũng là dưới 2 triệu nhưng mà con này khả năng xịn hơn đấy các bạn ạ. Bắt đầu video nhé. Rồi, chiếc máy mà mình muốn nhắc đến cho các bạn ngày hôm nay đó là chiếc Redmi Note 5 Pro, siêu phẩm của nhà Xiaomi trong phân khúc giá rẻ năm 2018. Quay lại 2 năm trước thì khi mà Xiaomi ra mắt Redmi Note 5 Pro thì đây thực sự là một hiện tượng của thế giới smartphone thời đó. Hồi đó có nhiều bạn hỏi là 5 triệu sẽ mua máy gì? Note 5 Pro, 10 triệu sẽ mua máy gì? Làm ngay hai con Note 5 Pro. Và rồi đến bây giờ, Mobizen đã hồi sinh chiếc máy này với mức giá chỉ khoảng 1 triệu 9. Nhưng mà liệu rằng trong năm 2020 khi mà chiếc máy này đã tròn khoảng 2 tuổi thì nó còn đáp ứng được nhu cầu của người dùng nữa không? Chúng ta bắt đầu video nhé. Về thiết kế, Redmi Note 5 Pro là một chiếc máy nguyên khối với mặt lưng được làm từ kim loại. Thiết kế bo cong mềm mại cho cảm giác cầm nắm rất là đầm tay và dễ chịu. Trên dưới là hai dải anten khá lớn giúp máy thu bắt sóng tốt hơn. Cạnh dưới thì vẫn chứa đầy đủ các cổng kết nối gồm cổng sạc, jack tai nghe 3.5mm, dải lo ngoài của máy thì được đặt ở bên trái. Tiếc là máy vẫn chỉ sử dụng micro USB chứ chưa được trang bị cổng Type-C. Cạnh trên của máy thì được trang bị cảm biến hồng ngoại. Cái này thì mình cảm thấy rất là hữu ích khi mà nhiều lúc không tìm thấy điều khiển thì mình có thể dùng chính nó để tắt hoặc bật tất cả các thiết bị trong gia đình mình. Màn hình của máy có độ phân giải là Full HD cộng với kích thước là 6 inch, sử dụng tấm nền IPS cho khả năng hiển thị rất là xuất sắc. Trải nghiệm thực tế thì màn của Note 5 Pro rất là trong, các icon nổi khối và cực kỳ sắc nét. Độ sáng thì ở mức vừa phải khi sử dụng dưới trời nắng gắt. Về mặt cấu hình thì đây là điểm mạnh của máy so với các đối thủ cùng phân khúc. Máy sở hữu con chip Snapdragon 636 với hai dung lượng bộ nhớ trong là 32GB sẽ đi kèm với 3GB RAM và 64GB thì sẽ đi kèm với 4GB RAM. Kết hợp với hệ điều hành MIUI được Xiaomi tùy biến riêng giúp máy sử dụng rất mượt mà và ổn định. Và đây là chiếc máy hiếm hoi trong tầm giá có thể chiến được liên quân ở mức 60fps. Rất là tuyệt vời phải không? Về camera, với Note 5 Pro, Xiaomi đã cho thấy sự cải tiến rõ rệt về công nghệ. Máy được trang bị cụm camera chính với độ phân giải là 12MP, khẩu độ f2.2, kết hợp với camera phụ là 5MP cho khả năng xóa phông rất là mượt mà trong điều kiện đủ sáng. Camera selfie của máy lên tới 13MP, được tích hợp rất là nhiều chế độ làm đẹp, sẽ mang đến cho các bạn những bức ảnh khá là ảo diệu. Cuối cùng là về thời lượng pin, vẫn giữ nguyên truyền thống của dòng Redmi Note, máy có viên pin siêu to khổng lồ, lúc bấy giờ là 4000mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, giúp các bạn làm việc và học tập trong một ngày dài mà không lo phải cắm sạc. Đấy, lại quên tí thì không nhắc đến cái cảm biến vân tay được Xiaomi đặt ở mặt lưng. Về phần bảo mật này thì nhiều con trong phân khúc giá không có đâu nha. Ngoài vân tay thì máy vẫn hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, nhưng đây chỉ là mở khóa bằng 2D chứ không phải là Face ID như các dòng iPhone. Táo tàu mà, cái gì cũng làm một tí cho xịn các bạn ạ. Tổng kết lại, với 2 triệu thì chúng ta có gì? Một chiếc máy có thiết kế đẹp, màn hình lớn, độ phân giải cao, cấu hình thì là vừa đủ để dùng cơ bản. Camera rất là ổn trong tầm giá, pin thì là siêu trâu, tích hợp đầy đủ các tính năng bảo mật như là vân tay và nhận diện khuôn mặt, quá là hời phải không? Vậy thì theo các bạn, đây có phải là chiếc máy tốt nhất trong tầm giá không? Các bạn hãy để lại comment bên dưới để chúng mình cùng thảo luận thêm nhé. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.